Cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui. Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy sao vẫn rơi hoài. La 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 la. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn sao mãi, áo cánh hoa em ra rời. Cách đây khoảng 5 năm trước thì rất ít bác sử dụng thiết bị này. Nhưng bây giờ thì em thấy là rất nhiều bác sử dụng thiết bị này cho những bộ dàn là từ nghe nhạc đến những bộ dàn karaoke. Và đó chính là những thiết bị quản lý nguồn. Nó sẽ giúp cho thiết bị của các bác hoạt động bền bỉ hơn, bảo vệ được tốt hơn đối với những thiết bị đắt tiền của nhà các bác. Và cũng giúp các bác là sử dụng bộ dàn được dễ dàng hơn nữa. Và trước mắt các bác đây là một mẫu quản lý nguồn mới nhất của hãng DB Autic thay cho dòng P9. Đó chính là dòng LX-P3. Đấy, đây là một trong những cái sản phẩm thuộc cái series LX3 của hãng DB Autic. Các bác sẽ sở hữu cả một cái set combo LX3 này, bao gồm là một đôi loa 30, một xúc điện 30, kèm theo là vang, mic, đẩy, quản lý nguồn rất đồng bộ, chỉ với tầm giá 35 triệu, rất là đẹp luôn. Đấy, và với cái series LX8 ấy, thì là một series cao cấp thì mặt nó sẽ là màu trắng. Còn đối với series LX3 này thì nó sẽ là mặt màu đen, đồng bộ tất cả thiết bị là màu đen các bác nhé. Và quản lý nguồn và với những cái sản phẩm của series LX3 này á, thì nhà hãng DB sẽ làm theo một phong cách rất là basic, rất là đơn giản và loại bỏ hoàn toàn đi những cái cầu kỳ. Các bác phải xem, đầu tiên là sẽ là một cái công tắc để các bác có thể là bật tắt được quản lý nguồn này. Nó sẽ có 8 cái cổng để các bác có thể điều chỉnh và tắt được từng cổng ở đằng sau, từ 1 đến 8. Một cái logo DB Autic được đặt chính giữa, đúng không ạ? Và hiển thị số vôn. Đấy, hiển thị cổng điện các bác xem này. Nó sẽ bỏ đi là cái ổ cắm ở đằng trước các bác nhá. Đối với cái ổ cắm này thì cũng nhiều bác bảo là sợ là trẻ nhỏ ở nhà ra chẳng may là chạm vào nghịch rồi nó điện giật. Nhưng mà với cái dòng này thì nó sẽ không có cái này nữa. Nên là các bác yên tâm. Đấy cũng là một cái ưu điểm và cũng có thể nói là một cái nhược điểm các bác nhá. Ok, mặt sau đi em. Quay mặt sau lại cho anh em. Mặt sau của nó thì các bác phải xem, nó cũng sẽ giống như những dòng quản lý nguồn khác, nó sẽ có 8 cái cổng theo thứ tự từ 1 đến 8 để các bác có thể cắm thiết bị điện vào. Và lưu ý cho em nhá, là nhiều bác bây giờ dù là đã có quản lý nguồn rồi nhưng vẫn chưa biết cách dùng và cắm sai thứ tự, nên là khi mà bật tắt thì nó kêu lổ đột ra loa. Các bác cắm cho em là đẩy này hoặc xúc điện này, các bác cắm ở những cổng cuối cùng cho em để làm sao nó tắt đi đầu tiên thì sẽ không gặp phải tình trạng là lổ ra loa các bác nhá. Cái dây nguồn thì các bác xem này, cũng là cái dây cỡ lớn để nó chịu tải được tốt hơn. Đấy, thấy chưa? Ok. Và với cái dòng này thì nó sẽ có mức giá cao hơn một chút so với cái dòng P9 huyền thoại, đúng không ạ? Chúng ta có P9 này, P9 Pro giá là 1.950.000, thì với cái dòng này sẽ cao hơn là 100.000 các bác nhá, là 2.050.000. Và bên em bảo hành đến các bác 2 năm và ngay bây giờ thì mời các bác xem qua một chút cái hình ảnh khi mà lắp lên quản lý nguồn P3 trong cái set series LX3 của DB Autic. Sao mãi áo cánh hoa em ra rời.
lần